Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Lê Dương. Trên tay tôi đang là súng tự động VKA 101, tự động bình thường là phun ra hình Elite thì là nó sẽ ở hai bên này có tai, còn đây là súng không phun rành viên mà phun rành tròn, nắp trục tròn xoay luôn, nhìn đẹp long lanh. Chắc là sờ thì chất liệu nhôm thôi mà nó bóng đẹp như inox thế này, quá đẹp. Rồi cái nút điều chỉnh chuột xòe đang bị tiêu biến này, người ta đậy luôn, không còn nút điều chỉnh chuột xòe mà nó ra được cỡ duy nhất. Cái này theo thông số nhà máy đưa ra là ở khoảng cách 25 cm, đầu xòe của nó là 35 mm, tức là 3,5 cm nhỏ tẹo tẹo. Còn cơ cấu thì đơn giản thôi, tôi gắn tự động ở đây là tôi đã gắn một cái solenoid, nên là đấu để thử test thôi, thì nên là đấu hai đường hơi chung với nhau cùng dùng một solenoid. Còn khi mà nhà máy sử dụng thì người ta sẽ phải tách riêng hai phần khác nhau, một bên là chữ CIL thì là sử dụng cái solenoid, còn cái từ CAP thì nó là đến dùng chung xe thì không cần solenoid mà cấp hơi, nhưng mà hai cái áp lực hơi phải riêng biệt. Cái áp lực hơi dành cho CIL nó phải 4 cân, nhưng cái áp lực hơi mà dành cho cái CAP này chỉ cần là 2,5 cân là đang bắn là 2,5 cân, nó có theo thông số của tài liệu hết rồi. Đây là sản xuất tại Nhật nhé, thì tháo ra này bắt chụp đẹp long lanh. Lỗ phun của nó là 0.5 nhé, nó có nắp trục tròn, cái súng tròn này nó phun lỗ phun 0.5 rồi, nó không có nhiều lỗ phun như là các cái loại khác. Bây giờ thử test nha. Cái này gần đến trung thu rồi, phun bánh thì rất là hợp lý. Các công ty phun bánh người ta sẽ dùng những cái súng để phun này tròn, và nếu mà bình thường là các loại khác thì phun này nít như là bánh thì người ta xịt, ví dụ như người ta xịt cái dầu dừa hoặc cái dung dịch lên thực phẩm lên bánh thì người ta sẽ phải dùng phun tròn chứ không thể phun Elite được. Các nhá, chỉ cần cấp hơi và CIL nó bắn được vào. Còn đây là mình dám đã cấp hơi dung dịch của đây. 3, 2, 1 bắn dừng, bắn dừng, bắn dừng, dám sơn tí nào, sơn hay là dừng, còn nữa nào, quá. Độ xe gần như là không thay đổi, chỉ có là lượng dung dịch ra nhiều ít thôi, nên là để khoảng cách càng gần thì nó càng nhỏ, còn ra đây nó tỏa hình nón này, tròn xe nào. 3, 2, 1 bóp tay, nhìn bóp tay nhá. Bóp tay là thay vì cấp điện vào, đây là dây điện nguồn cấp điện vào thì ta có thể là sử dụng cái nút đây để test này, không cần cắm điện. Bóp đây, bóp, bóp vào đây bóp này, nhìn điện rõ rất rõ này. Đơn giản là cứ khách muốn làm tự động mà khó thì hãy liên hệ với tay chun để được.